Trứng muối đơn giản nhanh gọn. Bây giờ mình vào bếp ha. Trước hết thì bạn chuẩn bị là trứng gà nè, rồi có rượu. Trứng gà thì loại nào cũng được, rượu cũng vậy, loại nào cũng được nha. Muối cũng vậy luôn, loại nào cũng được. Rồi một cái khăn, rồi hai cái thau nhựa để mình đựng muối, mình rót muối với lại rượu ra. Bây giờ thì mình rót rượu ra nè. Bạn dùng cái thau nhựa để cho mình lăn trứng không có bị bể. Bây giờ thì mình lăn trứng qua. Trứng này mình mua trong Costco nên không cần phải rửa sạch lại, mình chỉ việc mình lăn qua luôn, rồi mình lăn tiếp qua bên phần muối. Vậy là hoàn thành rồi. Cuối cùng thì mình cho vào trong cái hộp á. Bạn có hộp gì mình cho vào hộp đó. Bữa nay mình quay video thì mình làm cái hộp thủy tinh. Bình thường thì mình dùng cái hộp nhựa. Muối với lại rượu dư thì bạn cứ thảy vào hết trong cái lọ nè. Rồi bạn cho một cái tấm vải lên, đậy nắp lại, để nơi thoáng mát sau 14 ngày. Bây giờ mình mở cho các bạn xem ha. Thành phẩm của mình thì nó không có được tròn đâu, nhưng mà nó cứng chắc, nó cũng đạt rồi. Muối mà dư ở trong hộp á, thì bạn để lại để mà mình rửa rau hay là mình rửa cá thịt gì đó, vì ở trong muối này là nó sạch nha, chứ không phải là muối dơ. Đây đây là thành phẩm của mình nè, các bạn thấy như vậy là đạt rồi ha. Wow, nhìn cũng ngon quá chứ. Bạn cứ tách ra hết, tất cả sau 14 ngày thì bạn kiểm tra. Nếu mà trứng của các bạn vẫn chưa đạt á, thì mình để thêm 3 đến 5 ngày nữa rồi mình lấy ra. Miễn sao mà trứng bạn ủ á, nó đạt là được rồi. Không nhất thiết phải cố định là đúng ngày đúng giờ nó mới đạt ra cái trứng nha, thì tùy theo thời tiết nữa. Bên đây của mình là ở vùng nó lạnh chứ nó không phải là nóng ẩm. Rồi cuối cùng thì bạn chỉ việc đem đi nướng. Mình thì nướng ở trong lò nướng đó, mình nướng 250 độ F và nướng trong vòng 20 phút. Rồi mình bỏ tủ đông, khi nào dùng thì mình mang ra. Mình để cho nó tan đá rồi mình dùng. Rồi chúc các bạn thành công nha. Wow, ngon quá, hấp dẫn nha. Mong là các bạn thành công, và có ý kiến gì thì comment bên dưới. Đừng quên là like và subscribe để ủng hộ cho mình. Bye bye.